Ở đây mình sẽ là khai báo ADDR, cũng là cái địa chỉ mà mình sẽ nhận, bắt đầu nhận ở cái con tớ slave đó. Mình sẽ đặt là m10.0 và độ dài của mình sẽ là 1 byte. Tiếp theo sẽ là địa chỉ gửi, địa chỉ bắt đầu gửi của mình sẽ là m20.0, độ dài của mình cũng phải là 1 vì mình nhận là 1, mình gửi sẽ là 1 byte thôi. Ok, bên kia thì mình đã khai báo rồi, đây chỉ là để hiển thị thôi nên là mình sẽ lấy luôn dữ liệu trong DB của nó, đúng không? Chỉ lấy luôn dữ liệu trong này boot này, mình sẽ lấy luôn dữ liệu ở trong này. Tiếp theo cái này chính là để khởi động gửi, có nghĩa là khi nào mà cái chân RQ này, đó là chân cho phép gửi, thì mình sẽ là khi nào nó không cho phép thì mình sẽ set cái bit đấy lên để nó cho phép gửi, đúng không? Và khi nó gửi xong thì mình sẽ reset đi, hoặc là khi cái chân này có lỗi thì mình sẽ là reset nó đi. Ồ, sẽ phải cố bên 1 đi vào đây. Ok, cái chân status này chính là để nó hiện cái giá trị lên để chúng ta có thể soát lỗi. Giả sử mình thấy nhá, F1 này thì chúng ta sẽ có một cái bảng bảng status, đúng không? Ở đây nó có các lỗi 1 và 0, 0 đây, nó sẽ hiện giá trị 1, 1, 2, 5 hoặc 1, 2 gì đấy, lỗi chúng ta có thể soát ở đây. Mình không cần thiết phải hiện nhưng mà mình hiện lên để cho chúng ta dễ quan sát. Tiếp theo sẽ là đến lệnh get, lệnh nhận dữ liệu, cũng tương tự như lệnh boot như thôi, đúng không? LEQ vẫn là cho phép hay không. LDR có nghĩa là bằng 1 khi mà chúng ta đã nhận xong dữ liệu. Error vẫn là lỗi, status vẫn là trạng thái, đúng không? Ở đây nó sẽ khác, đó chính là ADDR1. ADDR1 có nghĩa là nó sẽ nhận cái tín hiệu từ con slave, con tớ này, gửi về và nó sẽ được đưa vào cái chân này. Từ cái chân này thì trong cái khối nó sẽ đưa ra cái chân RD, và chân RD này sẽ được viết ở con chủ này để nhận. Nghĩa là đây sẽ là nhận dữ liệu từ con tớ này và gửi trả về con master, con chủ, đúng không ạ? Khai báo như vừa nãy, chúng ta phải vào convocation parameter để nối đến con slave. Màu xanh này là ok. Tương tự mình sẽ khai báo như vậy, đó chính là db2.rfq startup chính là db2.startup, địa chỉ để nó sẽ gửi, đúng không ạ? Sẽ dùng từ gì cho chuẩn hơn. Đọc cái tín hiệu từ con master, từ con slave, con tớ, và gửi cái tín hiệu đấy, gửi cái tín hiệu của cái chân này, cái chân RD. Ok, mình sẽ vừa một trên mình đặt là gì rồi nhỉ, m10, m20 đúng không, sẽ là cái này là m30, sẽ là bắt đầu từ m30.0, gửi dữ liệu là byte và độ dài là 1. Tương tự ở đây sẽ là m40.0,
cũng là dữ liệu là 3 và độ dài là 1. Đây sẽ là db2.nrl, db2.errors. Tương tự như vậy, khi nào nó ngắt thì mình sẽ lại cho phép nó sẽ copy cho nhanh. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V. Đây chính là cái tiện lợi của việc lập trình những dòng đời cao và lập trình bằng pivotal, đúng không? Mình copy. Ở đây thì mình sẽ lập trình rằng khi nào mà cái bit mà 0.0 nên 1 thì nó sẽ gửi một cái dữ liệu mà 20 chấm, nó sẽ gửi cái tín hiệu bằng 1 đến cái chân M20.0, đến cái bit M20.0. Và cái bit M20.0 này nó sẽ được chuyển, nó sẽ chuyển cái trạng thái đó đến cái chân M10.0 để gửi đến cho con slave. Sẽ là M10.0. Và ở đây mình sẽ bật cái nút, bật cái, mình sẽ cho cái đầu ra Q0.0 bằng 1, đúng không? Nhưng mình sẽ điều khiển cái Q0.0 của cái slave này bằng cái bit M0.0 ở con master. Tương tự như vậy thì mình cũng gửi trả một cái tín hiệu cũng là M0.0 ở con slave này đến cái con master là Q0.0. Chẳng đến đây, mình xem đúng không ạ? Nhận thì mình sẽ gửi vào chân M30 chấm cái bit M30.0 30.0. Mình sẽ sửa cái này thành refine name cho nhỉ. Rename tang sẽ là bit nhận từ master. Bit này sẽ là gửi từ slave. Em mình gửi đi đúng không? Tương tự bit này sẽ là gửi từ master. Và vừa mình đã gửi một cái bit từ slave và bây giờ mình nhận chính là từ bit M40.0. Mình sẽ làm cái sang cái Q0.1. M40.0 đây là nhất từ slave. Ok, mình new lại và mình sẽ mở mô phỏng build sim từng con một. Giờ mình sẽ mở của master trước đó, mình sẽ mở master. Một cái lệnh, một cái cặp putget này thì dành cho giữa hai con BOC được rồi. BOC Master và Slave 1. Đó, tạm gọi là Slave 1. Bởi vì khi chúng ta làm hệ thống thì nó sẽ có nhiều một con Master và nhiều con tớ, một cái trạm chủ đó. Mình sẽ đăng xuống 0.2 chính là con chủ. Ok, start on
stick và nano và phoenix. Giờ mình sẽ sang con tớ. Và mình sẽ cũng bật video trên sim của nó lên. Mình chặn hai video sim hôm sau. Một số máy yếu thì nó sẽ xảy ra hiện tượng nát. Ok, để nó quên, và mình sẽ lăn nó lên. Lăn nó mặt tờ này. Không có lỗi gì đúng không? Lăn nó còn xuống hết. Tách nó ra. Đó, mình sẽ gửi một tín hiệu con master bằng 1. Đó, thì con slave thì con không có bằng 1, đúng không? Mình file 0 này. Đó.